cái này là thiện gọi là làm cho anh em thấy cái đồ nhảy nổ đó thôi, chứ thực tế đây đi cắt cỏ không ai đi cầm giật nổ như vậy hết á. À, đây chẳng ơi thiện giống như là mô tả cái đồ nhảy nổ của nó để nó hình dung thôi, chứ cắt cỏ ai đâu mà cầm cái đấy thẻ như này, đúng không? Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nhé. Thì trước mặt anh em đây là con máy cắt cỏ Mitsubishi TU26 nha anh em. Con này thì thiện chốt cho anh khách ở Bắc Cạn khá là xe bên thiện. Anh này thì dịp Tết á, anh có chốt bên thiện con Echo 46 đấy rồi ha, để về phát cước. Nhưng mà hiện tại thì anh kêu anh cần nhu cầu thêm một con máy nhỏ hàng chính hãng để leo đồi nữa anh em, chứ còn mà rải quảnh thì có đôi nữa. Nên Echo 46 thì phát ở kiểu như là đường địa hình nó bằng bằng thôi, chứ còn mà leo đồi thì Echo 46 thì nó cũng hơi nặng thật, đúng không? Thì trong phân khúc này thì đảm bảo anh em luôn, Mitsubishi TU26 là một máy hoàn toàn vượt trội so với tất cả những mẫu máy khác trong cùng phân khúc nhé. Và hàng chính hãng nha anh em, anh em đừng so với hàng nhái nha. Hàng nhái rất là rẻ, hàng nhái thì 1,5 triệu thôi đã có một máy 26cc rồi anh em. Nhưng mà hàng nhái thì cái hàng thứ nhất, hàng nhái thứ hai là hàng Trung Quốc mà kiếm chất lượng thì không có sáu được khánh ra nước đâu ha, bởi vì nó khác tầm tiền mà. Còn riêng về hàng chính hãng thì Humana, Estin và Mitsubishi thì thấy Mitsubishi này nó vượt trội hoàn toàn về giá cả và chất lượng luôn. À, chất lượng thì nó còn sẽ xem những con kia, nhưng mà về giá cả thì nó rẻ hơn cả triệu đồng luôn anh em ha. Đó, và con này nó trang bị cho anh em một bộ cần khá là ok luôn nhé, khá là ok luôn. Và giá hiện tại để thiện báo trực tiếp cho anh em luôn, 4.150.000 đồng thì sẽ bao ship cho anh em, tặng anh em một cái nhớt Echo này và một cái buri BBMR7A nữa ha. Còn nếu khi anh em không lấy qua tặng á thì thiện sẽ trừ ra được 200.000, thì nó còn 3.950.000 đồng, chưa tới 4 triệu anh em, rất là rẻ ha, miễn phí vận chuyển tận nhà nhé. Kể một bộ máy này tới tận nhà anh em chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Máy chính hãng nha anh em, Mitsubishi TU26 này thì có hàng nhái hàng giả nhé, nên anh em mình mua hàng mình có một tí kiến thức về máy để tránh hàng nhái hàng giả. Thứ nhất là bộ cần thì không, nó chắc không có cần nó nhiều không, cái đầu máy đây ở trong cái máy chính hãng á, thì phía sau này nó có cái lốc phía lốc sau lốc này, nó có chữ Mitsubishi TU26, anh em thấy rõ không? Này hơi khó thấy á đó. Đó anh em thấy chưa? Để thiền lấy cho anh em thấy nè. Đó, trong phía lóc anh nha. Trong này nó có sẽ có dòng chữ Mitsubishi TU26, nó dập nổi luôn nha anh em. Có nghĩa là rồi luôn, anh em thấy nó cần cần luôn á, nó nổi lên luôn á. Và phía này nó sẽ có cái tem series ha, tem số series của máy. Đó. Mâm điện là mâm điện Akira nhé. Mâm điện Akira này anh em nha. Đó, chắc hơi khó thấy, nó hơi bự, nó vì trời nó không có sự nắng lắm anh em, trời đang âm u. Nha, mâm điện Akira. Dù là một con máy công suất nhỏ thôi nhưng mà bên hãng vẫn trang bị cho anh em một cái mâm điện Akira. Cái này thì tháo côn rồi, tháo côn để thì nổ máy á. Hai con này thì đổ xăng vô thì tiết nổ cho anh khách này luôn. Thì máy thì nó bao gồm cần nè, rồi còn cần thì anh em thấy nè, hai nhôm rất là bóng bẩy, hai bóng bẩy rồi bắp chuối này, bắp chuối chất lượng nha. Đó, bắp chuối này cái khuôn của máy Nhật đó anh em. Cái khuôn Nhật thôi nha, chứ không phải bắp chuối Nhật nha anh em. Khuôn của máy Nhật ha, dây đeo, chỗ này là để anh em bắt dây đeo nè, cùm và bò. Đó, thì cái bộ cần đó là bảy. Rồi tiếp tục theo máy nó sẽ cho anh em một cái máng trắng cỏ này. Rồi này là túi đồ nghề ha. Dây đeo một vai anh em. Con này thì nó rất là nhẹ, trọn bộ của nó chỉ có 5,5kg thôi. Rất là nhẹ luôn. Leo đồi lội suối là thoải mái. Dao nha anh em. Dao theo máy là dao thép trắng nhé. Dài 2 ly và dài là 355mm. Tay cầm thì dạng chữ U, và cò ga mỏ vít nha, bóp rất là nhẹ. Cái cò ga này thì em thấy nó cái khuôn bên ngoài em thấy nó không có đẹp lắm đúng không, nhưng mà bóp á, bóp rất là nhẹ nè. Rồi giờ thì thiền sẽ nổ thử nha. Con này thì gọi là siêu nhảy nổ luôn em. Con này thì thiền chưa nổ lần nào nha, giờ mới là lần đầu tiên nổ luôn đây. Con này nó có số series là 1202118 nha anh em. Đó, trọng bộ nó siêu thế này là 3.950.000 đồng, miễn phí vận chuyển tới tận nhà anh em luôn, rất là rẻ ha. Hàng chính hãng nha anh em, anh em đừng so với hàng nhái nha. Đây, đóng e lên, nhồi nha. Con này thì nó có chút chữ, nó nhồng nó nhỏ, anh em giật nó nhẹ lắm. Đó, nổ thâm thì luôn em. Anh em nghe tiếng nổ này, thâm thì một xuân luôn. Siêu êm luôn. Còn về cái đồ nhảy nổ thì đảm bảo anh em con này nó rất là nhảy nổ, que tua là nổ luôn. Để thiền thả thử cho nó nổ nha. Nổ luôn đi. Nổ
rất là nhạy nộ. Cái này là thiện gọi là làm cho anh em thấy cái độ nhạy nộ đó thôi, chứ thực tế đấy đi cắt cỏ không ai đi cầm giật nồi của anh hết đấy ha. Đây chẳng ơi thiện giống như là mô tả cái độ nhạy nộ của nó để nó hình dung thôi, chứ cắt cỏ ai à đâu mà cầm cái đấy thẻ như này đúng không. Rồi rất là nhạy nộ nhé. Cái con Mitsubishi này anh em, cái độ nhảy nổ của nó có thể nói là đó là cái đặc điểm riêng của nó luôn á. T43 nó cũng vậy này, T43 cực kỳ nhảy nổ luôn ha. Và T26 thì nó cũng vậy luôn. Con này thì có nhiều anh em hỏi thì là có cắt cước, cắt cỏ mà cước được không. Và thực tế anh em là con này nó chỉ có 26cc thôi, nó có dung tích xy lanh rất là nhỏ, máy rất là nhẹ. Thì chủ yếu anh em dùng dao, chủ yếu thì cắt lúa này ha, cắt lúa thì dùng này thì hợp lý luôn anh em. Cắt lúa này, rồi cắt cỏ trên đồi mà dùng dao thì hợp lý nha, bởi vì nó nhẹ, chúng ta di chuyển nó linh hoạt. Chứ còn mà con này mà nên đi phát cước á, thì nó gặp cước mà nó hơi dày dày một tí là đảm bảo nó đuối liệm luôn. Còn khi mà ví dụ cắt trong vườn đi, cỏ non, cỏ tơ chẳng hạn thì ok. Chứ còn mà cỏ dày lên một tí thì con này chịu thua. Nếu cắt bằng cước nha, còn cắt bằng dao thì thoải mái rồi nên 26cc thì cắt bằng dao thoải mái, cắt lúa là thoải mái luôn ha. Đó, nó gì rất là nhỏ, gọn, nhẹ, rồi linh hoạt di chuyển. Đó là những ưu điểm của nó. Rẻ nữa nên, hàng chính hãng mà rẻ nữa thì đó là những ưu điểm của nó. Còn nhược điểm của nó là chắc chắn thôi, máy nhỏ thì nó sẽ không có mạnh để nên mình vụt cước bằng vụt cỏ bằng cước đâu nha. Nó mang dùng bằng dao thôi, anh em này dùng dao nhiều á, cắt lúa cắt cỏ mà dùng bằng dao á thì con này hợp lý. 3.950.000 đồng nha anh em, bao ship tận nhà bộ máy đó. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới phần tiền hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận á, thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về cái mẫu Mitsubishi T26 này để anh em biết thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh, nút chuông thông báo để mỗi lần mà thiện ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em view theo nhé.